Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với tỉnh về công tác quản lý ngân sách nhà nước, sử dụng vốn ODA, quản lý đấu thầu và chỉ định thầu. Cách làm hay trong việc đầu tư xây dựng chợ nông thôn, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 14 tháng 7, huyện Hoàng Su Phì đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Sèn Chỉ Ly, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, đại diện một số cơ quan ban ngành của tỉnh. Dự đại hội còn có đồng chí Hoàng Minh Nhất, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Triệu Đức Thanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí cán bộ lão thành của huyện qua các thời kỳ cùng 299 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên đến từ 74 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã bám sát vào nội dung 4 đổi mới, 8 đột phá và 15 chương trình trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 để cụ thể hóa vào các chương trình, nghị quyết chuyên đề của huyện. Từ đó, việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trên các lĩnh vực đạt khá cao. Tính đến năm 2015, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt 1.013 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định ở mức 14,2%, thu ngân sách trên địa bàn đạt 45,5 tỷ đồng, đạt 107,6% nghị quyết, thu nhập bình quân đạt 14,9 triệu đồng một người một năm, tăng 8,15 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Bình quân lương thực đạt 571 kg một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 59,03% năm 2010 xuống còn 24,68% vào năm 2015. Hỗ trợ xóa được 1.322 nhà tạm, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, mạng lưới giao thông được cải tạo nâng cấp, hoàn thành xây dựng khu quy tụ dân cư gắn với chợ Biên Mậu, xã Thăng Tín, hình thành trục phát triển kinh tế chính của huyện gồm 4 xã, Thông Nguyên, Nậm Dịch, thị trấn Vinh Quang và Bản Máy. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú được quan tâm phát triển. Trong đó, 13 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh từ 6 đến 14 tuổi đến trường đạt 98%. Phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp. Bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện có trên 6.730 hộ đạt gia đình văn hóa, 11 làng được công nhận văn hóa, lượng khách đến tham quan du lịch tại huyện trong 5 năm ước đạt 30.000 lượt khách, doanh thu từ ngành du lịch dịch vụ ước đạt 15 tỷ đồng một năm. Qua 5 năm tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã rút ra được những bài học quý báu trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 19 rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau. Một là luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất trong đảng, trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của đảng, chú trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị các cấp, lãnh chỉ đạo, kịp thời, đi đôi với công tác kiểm tra giám sát và thường xuyên sơ tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời. Hai, đã xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những lĩnh vực khâu đột phá để tập trung mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả. Ba, đã phát huy nội lực, tận dụng khai thác hợp lý có hiệu quả các thế mạnh của địa phương, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ đầu tư của tỉnh và từ bên ngoài. Bốn, thực hiện tốt việc phân cấp gắn với giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tạo cho cơ sở chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Năm, là chú trọng nâng cao dân trí, thực hiện tốt chính sách và chế độ đãi ngộ cho cán bộ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ trình độ và phẩm chất đạo đức, năng lực và quyết tâm cao. 6. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, đi đôi với đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện, uốn nắn, xử lý sai phạm, khuyết điểm.
Báo cáo chính trị trình tại đại hội cũng cho thấy, trong 5 năm qua, huyện Hoàng Su Phi đã làm tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các huyện phía đối đảng của Trung Quốc trong giải quyết các vấn đề biên giới, cũng như thúc đẩy giao lưu, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới. Về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2010-2015, có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành chính quyền các cấp, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng cao, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và mở rộng. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo, phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách của toàn Đảng bộ huyện Hoàng Su Phi trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Như nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, nông lâm nghiệp có những bước đột phá phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành vùng sản xuất tập trung, huyện đã xây dựng kiện toàn các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, công tác quy hoạch xây dựng các trung tâm thị tứ, thị trấn được quan tâm phát triển. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, tại đại hội này, các đại biểu cần tập trung thảo luận sâu về những mặt hạn chế, phân tích rõ về nguyên nhân, đề ra các biện pháp lãnh chỉ đạo sát thực tiễn, tiếp tục đưa Hoàng Su Phi phát triển trong thời gian tới. Thứ nhất, trên cơ sở nghị quyết đại hội, Đảng bộ huyện cần tập trung nghiên cứu, ban hành nghị quyết, chuyên đề, chương trình, đề án với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực để tổ chức thực hiện. Tập trung làm tốt công tác phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã. Quy hoạch mở rộng không gian đô thị, thị tứ, thị trấn, tiếp tục hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng thị trấn Vinh Quang, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các xã mà huyện xác định nằm trong trục phát triển kinh tế của huyện, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới toàn diện với các tiêu chí quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, tổ chức lại sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng đời sống văn hóa. Thứ hai là huyện có nhiều đơn vị hành chính, địa bàn rộng và nhiều dân tộc, có các lối mở trên các tuyến biên giới tiếp giáp với huyện bạn của phía Trung Quốc, nên huyện cần quan tâm công tác phát triển hệ thống chợ biên giới, mở rộng giao thương, trao đổi hàng hóa, làm tốt công tác quản lý xã hội trên tuyến biên giới. Thứ ba, huyện cần linh hoạt hơn trong vận dụng cơ chế, chính sách để phát triển các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa với các loại cây con có giá trị kinh tế mà thị trường cần, đáp ứng thị yếu của người tiêu dùng, gắn với việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, tích cực triển khai các dự án, chương trình trồng rừng kinh tế, khoanh nuôi, tái sinh rừng gắn với bảo vệ và phát triển rừng, nhất là khu vực biên giới, quản lý tốt việc khai thác, chế biến các khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Thứ tư, trong những năm tới, trước yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đặc biệt là quá trình công nghiệp hóa, nông nghiệp của đất nước, của tỉnh sẽ diễn ra mạnh, đòi hỏi ngày càng cao về nguồn lao động có chất lượng, có kỹ thuật và tính chuyên nghiệp cao. Vì vậy, huyện cần tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng cán bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bức chướng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang tặng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phi lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020 với nội dung phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh cải cách hành chính vì Hà Giang phát triển. Tiếp đó, phát huy tinh thần tập trung, dân chủ và thống nhất cao, 299 đại biểu chính thức đã bỏ phiếu bầu 43 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoàng Su Phi lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020. Với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Đa số các ý kiến đồng tình và đánh giá cao dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, nội dung đầy đủ và đảm bảo tính khoa học, nghiêm túc, khách quan.
Đặc biệt, phần mục tiêu phương hướng đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp tối ưu cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Một số ý kiến bổ sung thêm vào các lĩnh vực như cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, khoa học công nghệ phát triển còn thấp, công tác quản lý nhà nước về phát triển giao thông, xây dựng còn có những mặt hạn chế, dẫn đến chất lượng công trình ở một số nơi không đảm bảo. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 7, đoàn công tác số 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung buổi làm việc về công tác quản lý ngân sách nhà nước, sử dụng vốn ODA, quản lý đấu thầu và chỉ định thầu trên địa bàn tỉnh. Sự buổi làm việc có các đồng chí Thào Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang, Trúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ngành liên quan. Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc luật phòng chống tham nhũng. Đã điều tra truy tố 4 vụ, tòa án các cấp đã thụ lý và xét xử 7 vụ tham nhũng, trong đó đã xét xử xong 2 vụ. Đối với công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách, hàng năm đã đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của luật ngân sách nhà nước và mức phân bổ do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. Duy trì tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong dự toán giao để thực hiện cải cách tiền lương theo đúng quy định hiện hành của Trung ương. Hàng năm, bố trí nguồn vốn đầu tư đảm bảo nguyên tắc, tập trung thanh toán nợ xây dựng cơ bản, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành trước và trong năm kế hoạch, hạn chế tối đa dự án khởi công mới. Tỉnh đã tạm dừng cắt giảm quy mô 13 dự án với tổng mức đầu tư cắt giảm trên 366 tỷ đồng. Các chương trình dự án đầu tư hỗ trợ bằng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi được triển khai đúng quy trình, chặt chẽ từ cơ sở, có sự tham gia tích cực dân chủ của người hưởng lợi. Các dự án sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng một phần nhu cầu cấp thiết, giải quyết khó khăn trong cuộc sống của nhân dân. Về công tác quản lý đấu thầu và chỉ định thầu trên địa bàn tỉnh cũng được thực hiện nghiêm túc theo đúng trình tự quy định. Phần lớn các gói thầu đều được đấu thầu rộng rãi theo quy định, đảm bảo tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, công bằng giữa các nhà thầu tham gia đấu thầu. Từ năm 2013 đến nay đã thực hiện 2.701 gói thầu từ nguồn vốn ngân sách trung ương với tổng giá trị trên 3.784 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, thành viên đoàn công tác số 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Ủy ban nhân dân tỉnh đã thẳng thắn nêu ý kiến, giải đáp những thắc mắc liên quan đến một số vấn đề như việc xét xử và thu hồi tài sản của các vụ án tham nhũng, việc chỉ định thầu và công tác thanh tra kiểm tra về đấu thầu trên địa bàn. Kết luận buổi làm việc, ông Trần Quang Tiến, vụ trưởng vụ 5 Ban Nội chính Trung ương, trưởng đoàn công tác số 5 tại tỉnh Hà Giang đã đánh giá cao công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Khẳng định với kết quả thu được trong công tác phòng chống tham nhũng đã thể hiện trách nhiệm cao của người đứng đầu cấp ủy chính quyền tỉnh. Công tác quản lý đấu thầu và chỉ định thầu thực hiện nghiêm túc đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của nhà nước, chống thất thoát lãng phí. Đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ về phòng chống tham nhũng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng lãng phí và bảo vệ những người dám đấu tranh tố cáo hành vi tham nhũng lãng phí. Ngày 14 tháng 7, Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Bộ Nội vụ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 16 và chuyên viên chính khóa 18. Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 16 và chuyên viên chính khóa 18 có 221 học viên. Trong thời gian 2 tháng, các học viên đã được thông tin về 17 chuyên đề kiến thức quản lý nhà nước là nhà nước trong hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy hành chính, công vụ, công chức, hệ thống thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước, kỹ năng soạn thảo, ban hành văn bản, quản lý hồ sơ. Trong từng chuyên đề, các học viên sẽ được trao đổi, thảo luận và làm bài tập xử lý tình huống trong công tác quản lý nhà nước ở các ngành lĩnh vực. Việc bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho các học viên nhằm cung cấp các kiến thức, các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ, đồng thời tạo điều kiện để thời gian tới, các học viên được học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ở ngạch cao hơn. Trường Quân sự tỉnh Hà Giang vừa tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và phong quân hàm thiếu úy sĩ quan dự bị cho 40 học viên lớp đào tạo sĩ quan dự bị bộ binh khóa 7 năm 2015.
Các học viên tham dự khóa học được lựa chọn từ đối tượng là tiểu đội trưởng ở các đơn vị cơ sở đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trải qua 3 tháng học tập, các học viên đã được tiếp thu các nội dung cơ bản, lý luận về học thuyết chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh và quân đội, tâm lý giáo dục học, công tác đảng, công tác chính trị, các hình thức kỹ chiến thuật cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh trong chiến đấu, tấn công và phòng ngự, phương pháp tổ chức huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật trong lực lượng dự bị động viên. Đây là khóa học thứ 7 nhà trường phối hợp với trường quân sự quân khu 2 đào tạo sĩ quan dự bị bộ binh từ nguồn ngân sách của tỉnh. Khóa học đã đạt được mục tiêu yêu cầu đào tạo đề ra. Các học viên ra trường đảm nhiệm được cương vị là trung đội trưởng và có thể bổ sung nguồn cán bộ cho địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện và tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, trong những ngày này, Đảng bộ, nhân dân huyện Bắc Mê đang khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày 16 và 17 tháng 7 tới đây. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 8, huyện Bắc Mê giờ đây đang chuyển mình mạnh mẽ, diện mạo nông thôn có sự khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện. Những ngày này, cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện rất phấn khởi trước sự kiện quan trọng sắp diễn ra và tích cực đóng góp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình vào Đại hội Đảng bộ huyện sắp tới. Không khí hiện tại trên địa bàn huyện diễn ra rất là vui tươi phấn khởi. Chào mừng ngày đại hội của Đảng các cấp. Là người dân, chúng tôi hy vọng đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và để trong đại hội này sẽ có những cái chính sách đúng đắn thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đoàn huyện, cũng như là lựa chọn được những nhân vật lãnh đạo đủ đức đủ tài để thúc đẩy cái sự phát triển của trong toàn huyện. Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ 9 chính thức diễn ra trong 2 ngày, ngày 16 và ngày 17 tháng 7. Hiện nay, các công tác phục vụ đại hội cũng như trang trí khánh tiết, tuyên truyền, tạo niềm tin, sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đang được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức phong phú, thiết thực và sâu rộng. Tính cho đến thời điểm này thì cơ bản công tác chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội thì cũng đã được thực hiện theo đúng tiến độ. Về công tác nhân sự và công tác chuẩn bị văn kiện thì đã được thực hiện theo đúng quy trình và các quy định của Trung ương cũng như là hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh. Và đến nay thì cơ bản các nội dung đã được chuẩn bị xong và các bộ phận giúp việc đang tập trung vào cái khâu in ấn hoàn thiện để trình ra trước đại hội. Với quyết tâm cao của các cấp, các ngành và sự cố gắng của nhân dân các dân tộc, chắc chắn Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Mới đây, Ban Quản lý Công viên Địa chất Toàn cầu Cao Nguyên Đá Đồng Văn đã tiến hành bàn giao di sản được khoanh vùng cắm mốc cho cộng đồng và chính quyền huyện Đồng Văn quản lý và bảo vệ. Hiện nay, 139 điểm di sản địa chất được xác định trên cao nguyên đá Đồng Văn đã được khoanh vùng thành 30 cụm di sản. Ban Quản lý Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tiến hành bàn giao tài liệu liên quan đến các cụm di sản này cho chính quyền và nhân dân 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc quản lý và bảo tồn. Đối với huyện Đồng Văn, Ban Quản lý đã trực tiếp bàn giao tài liệu về 10 cụm di sản, đó là Động Nguyệt, Phó Bảng, Sùng Là, cụm Kim Tự Tháp, Xà Phìn, Hẻm Vực, Khe Lía, Thải Phiền Tùng, cụm Mặt Cắt Chuẩn, Hệ Tầng, Ma Lé, Tuổi, Devon, cụm Hóa Thạch, Xím Mần Kha, ranh giới Bất Trình Hợp, Lucia, Sika, Xím Mần Kha, cụm Núi Rồng, Lũng Cú, Mặt Cắt Chuẩn, Địa Tầng, Trang Pung, Lũng Cú, cụm Rừng Đá, Lũng Táo, cụm Kim Tự Tháp, Lũng Phìn, Lũng Trinh. Bộ tài liệu bao gồm kết quả công tác điều tra, khảo sát, khoanh vùng ranh giới, xác định vị trí cắm mốc cho cụm di sản, bản đồ phân bố, sơ đồ khoanh vùng cụm di sản, bản mềm của bộ hồ sơ các cụm di sản. Chính quyền địa phương mà trực tiếp là các xã thị trấn được nhận bàn giao sẽ căn cứ vào bộ tài liệu để tổ chức các hoạt động kinh tế, khai thác các giá trị di sản mà không gây ảnh hưởng đến di sản. Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khi canh tác không xâm hại đến di sản, có ý thức tôn tạo, giữ gìn, bảo tồn các khu vực điểm di sản. Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Nam tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 3 năm 2012-2015 thực hiện chương trình trồng cây thảo quả dưới tán lá rừng. Báo cáo cho thấy tình hình phát triển cây thảo quả do nhân dân tự trồng tại thôn Nậm Qua, xã Tân Nam vào năm 2012 và năm 2013, huyện Quang Bình xây dựng kế hoạch phát triển cây thảo quả dưới tán rừng của các hộ dân.
huyện hỗ trợ 50% giá giống, hỗ trợ kỹ thuật và nghiệm thu việc thực hiện trồng. Kết quả trong 2 năm triển khai thực hiện mô hình cây thảo quả dưới tán rừng 2013-2014 đã trồng được 74 hectare với 88 hộ tham gia. Năm 2015 đã triển khai đăng ký cho nhân dân thực hiện tại 3 xã là 100 hectare, trong đó 47 hectare ở xã Tân Nam, 50 hectare ở Tiên Nguyên và 3 hectare ở xã Xuân Minh. Tổng kinh phí hỗ trợ là 270 triệu đồng. Tới thời điểm đầu tháng 6 năm 2015 đã tiến hành ươm giống và trồng được 40 hectare tại 3 xã trên. Số diện tích còn lại, các xã phấn đấu trồng xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2015. Hội nghị đã tiến hành thảo luận tập trung vào một số giải pháp như việc thực hiện mật độ trồng cây thảo quả, nâng mức hỗ trợ cây giống cho nhân dân cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm. Cần xây dựng lò sấy khô tại nơi trồng để giảm công vận chuyển. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo huyện Quang Bình đánh giá cao mô hình thảo quả dưới tán rừng trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh việc trồng thảo quả để phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ rừng đầu nguồn là việc làm thiết thực, cần được nhân rộng tại những xã có điều kiện khí hậu thuận lợi. Ủy ban nhân dân huyện cần định hướng quan tâm đầu tư hỗ trợ cho nhân dân phát triển cây thảo quả bằng cơ chế phù hợp, tập trung phát triển cây thảo quả theo hướng sản xuất hàng hóa. Thưa quý vị và các bạn, chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ta đã và đang nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân. Với phương châm xây dựng nông thôn mới là lợi ích vì dân và do dân thực hiện, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang đã thực hiện thành công tiêu chí xây dựng chợ nông thôn, góp phần sớm đưa xã trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015. Chợ trung tâm xã Quang Minh được quy hoạch và xây dựng từ năm 2006 với diện tích trên 3.000 m². Từ khi có chợ đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong xã và các vùng lân cận đến giao lưu, trao đổi hàng hóa, thu hút được trên 1.500 người đến chợ bội phiên. Tuy nhiên, do chợ chưa được đầu tư xây dựng, còn tạm bợ nên việc mua bán của người dân gặp phải nhiều khó khăn, nhất là những ngày trời mưa. Với tinh thần quyết tâm cao và sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương cùng với sự đồng thuận của nhân dân, đến nay việc đầu tư xây dựng chợ nông thôn là tiêu chí khó thực hiện nhưng cũng đã cơ bản hoàn thành. Ngày xưa thì lập lá cọ thì rất là vệ sinh không được, thứ nhất thì vệ sinh không được đảm bảo. Thì bây giờ thì lập cô lô rồi, thì với gia đình tôi đây thì lập cô lô rồi, láng nền rồi thì vệ sinh rất là an toàn và sạch sẽ. Xã đã xác định việc xây dựng chợ là vì lợi ích của dân và phải do dân thực hiện. Theo đó, các ngành đoàn thể đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, việc xây dựng chợ trung tâm xã là yêu cầu cấp thiết. Cụ thể, xã đã vận động các hộ kinh doanh tự đóng góp để xây dựng ki-ốt bán hàng của chính gia đình mình, vừa nâng cao chất lượng phục vụ khách, vừa ổn định kinh doanh lâu dài. Đến nay, đã xây dựng được 100 gian hàng kiên cố. Trong đó, có 70 gian hàng được xây dựng bằng cột, kèo sắt và mái tôn với chi phí 5 triệu đồng một gian. 30 gian hàng được xây dựng bằng cột bê tông, mái pro xi măng với chi phí 2 triệu đồng một gian. Tổng kinh phí là hơn 400 triệu đồng. Số kinh phí trên hoàn toàn do các hộ kinh doanh đóng góp để xây dựng. Xã Quang Minh chỉ hỗ trợ mỗi gian hàng một tạ xi măng để láng nền. Xã sẽ đảm bảo là về cái địa điểm bán hàng cho các hộ và quy hoạch lại chợ ra một cái bản vẽ rất là bình thường thôi. Và sau đó thì chúng tôi thống nhất về cái chiều cao cột, rồi thì chiều về cái quy cách gian hàng. Chiều các hộ kinh doanh người ta đề nghị là cái chiều bám đường là phải cho người ta 3 m, còn chiều rộng thì chỉ cần 2.8 m thôi. Đấy là chúng tôi cũng đồng tình theo cái ý kiến đề nghị của các hộ, thì người ta rất là phấn khởi, người ta sẽ đồng tình ủng hộ. Thế đầu tư cái này thì nó cũng vừa phải thôi, cũng không, nói chung nó cũng không lớn lắm, nói chung là cũng nói chung sức của gia đình thì cũng có thể đầu tư được. Với cách làm sáng tạo, linh hoạt, xã hội hóa được công tác đầu tư xây dựng chợ nông thôn của xã Quang Minh, thể hiện rõ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, năng lực điều hành của cấp ủy chính quyền và sự đồng thuận của người dân, góp phần tích cực từng bước hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các hoạt động kinh doanh, chi nhánh Viettel Hà Giang luôn quan tâm tới các hoạt động an sinh xã hội nhằm góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Giang. Mới đây, chi nhánh Viettel Hà Giang đã tiến hành lắp đặt một số máy tập thể dục miễn phí cho người dân trên địa bàn.
Theo dự kiến, chi nhánh Viettel Hà Giang sẽ tiến hành lắp đặt 25 máy tập thể dục phục vụ nhân dân của thành phố Hà Giang tại khu vực đối diện quảng trường 26 tháng 3. Mức kinh phí đầu tư cho việc lắp đặt này là trên 170 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động an sinh xã hội do Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel tài trợ. Bộ máy bao gồm các loại máy như máy tập cơ bụng, cơ hông, máy chạy bộ. Người dân trên địa bàn thành phố Hà Giang tỏ ra rất phấn khởi khi chi nhánh Viettel Hà Giang lắp đặt những chiếc máy này để phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân. Khi thành phố thì cô đi tập thể dục đây thường xuyên, hôm nay cô thấy như vậy là Viettel tài trợ cho cái chỗ sân chơi giải trí của thanh niên thế này, như thế là rất là hàng chiều buổi chiều này, nói chung là rất là phấn khởi. Hệ thống máy tập phù hợp với nhiều lứa tuổi, từ tư thế vận động nhanh cho giới trẻ đến các bài tập đơn giản cho người già. Thì đây là một cái chương trình chúng tôi tổ chức thử nghiệm tại địa bàn thành phố, thì dự kiến tôi sẽ triển khai làm 3 giai đoạn. Thì giai đoạn 1 thì chúng tôi đã hỗ trợ và nhận được sự ủng hộ rất tích cực của bà con. Thì với là một cái doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn của tỉnh cũng như thành phố Hà Giang thì chúng tôi đang tích cực để hỗ trợ làm đẹp cũng như là tham gia đóng góp vào cái xây dựng đời sống văn minh của dân cư trên địa bàn thành phố Hà Giang. Từ hoạt động thiết thực này, chi nhánh Viettel Hà Giang đã và đang góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Giang. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin an toàn giao thông.